Vâng, xin chào bạn trở lại với mình Pino, và hôm nay mình sẽ chơi God. Mình đã tái xuất sau 2 tuần chơi vắng bóng clip đột kích. Các bạn đợi mình tí nhá, mình bị có cái bật bẩn ở trên màn hình lao qua cái nào. Rồi, xong rồi. Nào, kiếm hàng nào. Rồi, lâu rồi không chơi God. Chắc chơi ngu người làm đây. Tôi nói ít anh em thông cảm nhá. Ui vãi nổi ạ. Đánh thi. Chắc của mình ấy. Bạn thấy đẹp không? À để mình kiếm hàng. Đây bom A. Rồi. Đủ nó đặt cái chết luôn. Chết này. Chết này. Ấy bạn chết này. Vẫn chết này. Đồ. Thốn. Anh Yên sợ, không dò ra. À. Cái đầu ván đầu tiên được một mạng. Số sẻ với quả táo vàng. Nào, các bạn gọi nhiều quá. Ơi. À, có. À, ra đây. Chạy ơi, chạy ngay. Ngon. Ui, nhanh quá. Đây. Ôi, ngồi đây làm gì không biết. Đây. Quá bình thường. Ngon. Cứ đi. Đây rồi. À, hết địch. Vẫn này được 3 mạng, ngon quá. Nào. À, đồ. Thấy mấy thằng Trinh à bên kia kích rồi. Okay, mình rất là tiếc. Đừng muốn chơi đàn thoi, các bạn nên đổi cái tên đi. Vì tên Trinh là tên ân xá người ta thường kích thôi. Ôi dồi, nhanh quá. Anh ơi cứ từ từ thôi, em có vừa vập đâu. Biết có. Chưa bắn cái quái gì luôn. Quỳ. À, đây có. Đấy. Trường bất trình. Mới đặt bom từ từ thôi. Tem này có gà lắm đâu. Đấy, trúng rồi, tuyệt vời. Có. À, xe ra đây rồi. Thằng kia chết. Đủ, nhanh vãi nổi. Nào, kiếm hàng. Trời ơi, ván này nhịn đói rồi. Đói quá. Nào, còn hàng nữa thôi. Ô đủ, 57 máu tôi ạ. Bạn kia cửa đang God, chắc cũng biết chơi God đấy. Bị bảo kích thì bằng lòng lắm. Đấy, cười luôn. Thầy Yên cũng dình ạ. Không có rồi. B ơi. Chạy à. Ôi, ngồi đây ạ. À. Kiếm hàng. Ba thằng ơi. Đây
Rồi, phê. Sorry nhá, mình lùi thay đạn không kịp cover. Vẫn còn Trinh à? Bắn vớ vẩn. Xe này rất là đẹp. Mình muốn làm clip xe này rất là lâu rồi. Bây giờ có dịp để làm. À, nào, kiếm hàng, kiếm hàng. Uầy, cầm dao chém chết hai thằng ạ. Cái đồi đây. Đây, 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 đây. Nào ra. À, chạy rồi. Đấy, thằng kia cầm dao chém nó ăn kích luôn, chắc hack. Siêu nhân vãi nồi vừa lấy ra cái đã chém chết hai thằng rồi. Ồ, lại nhịn đói à? Chết rồi, chết rồi. Cho lên cao à? Mau ra đây. Nào ngồi ngồi. Đủ mi. Ôi làm gì vậy? Tao kiệt kẹt ạ. Nào chứ kêu. Nào có thằng này có đây không? Alo. Thầy đã lên tận đây rồi. Nhanh vai. Mình chậm vài giây. Thầy kia bị kẹt thôi. Nào kiếm hàng. Cái bên kia út. À ừ, bên kia út mất người rồi. Bên này ướt người rồi. Chết rồi. Ở A mãi chả có hàng đâu. Có. Không có. Ê, chạy à. À có nhá. Ôi thật kia ăn mất thằng hàng của mình rồi. Đây là nó, đây rồi. Ôi ngon. Ông vừa nghe tiếng đây xong. Con gì đây? Con thằng kia đâu rồi nhỉ? À, đằng này. Con này hù đâu rồi? Thế nào ăn hết sọt cho mà xem. Ra đây nhanh thế nhỉ? Đâu rồi? À. Ê, đứng đây làm gì? Đi từ từ ạ. À. Đùa 96 máu của tôi ạ. À. What the fuck? Thằng kia chửi ạ. À. Nào. Đúng hàng nào. Này làm gì? Ôi. Thằng kia lại yếu rồi. Kìa, chạy kìa. Thằng kia không chạy được rồi. Đấy, à, chết luôn. Chết này. Đâu rồi. Thế đây xong. Đây, đoạn này. Ngồi đây à? Biết ngay ở đấy mà. Nào, cắm hàng nào. Ồ, hết đạn luôn này. À, đây rồi. Thôi xong. Ôi, thằng kia đã chui qua bên kia rồi. Ôi, vãi nồi ạ. Thảm hố quá. Ôi, toàn sớm bát luôn ạ. Kinh thật. Mất Trinh rồi các bạn ạ. Rồi, thắng rồi. À, chiến tiếp. Ôi, thế mà mình cầy hết hơn 200 viên đạn ạ. Kinh thật. Ôi, viên kia chém dao luôn ạ.
đừng đùa. Chết 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 này. Ra không, ra không. Đi ra luôn đấy. Đợi mãi, Jojo cái đầu ra chết luôn. Bên kia nó chết nửa rồi. Ngon. À đây này, UB có. Ôi chả có hàng nữa rồi. Ván này chắc ăn được 2 mạng thôi. Ôi ngồi đây làm gì anh? Đây, 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 đây. À, đủ, nó dịch mình. Thấy không, thấy không? Dịch ra á. Đây, đây. Đây, tuyệt vời. Lấy A luôn, 15-1 rồi, phê. À, sự trở lại có lẽ là cũng không làm các bạn thất vọng. Nào. À, nào. Thanh niên kia toàn ăn trước ạ. À, chạy luôn ạ. Ui, giật cả mình ạ. Ô, thanh niên này có giảm thở. Có, chắc chắn luôn. Mình bạn ấy chặn đất cái là mình mới nghe thấy. Thanh niên kia sao kinh vậy? Sao đã ăn kích rồi? Vừa mới kêu, vừa mới ra cái đã ăn được mạng rồi. Giờ thấy ăn kích rồi. Mất trinh lần thứ hai rồi. Nghe mình đang bắn ở cao cấp nên là các bạn đi chơi cũng tốt nên ăn được ít kin lắm. Ok, để nó ăn thằng ở A kìa. Trong A kìa, sao A thằng Yên vãi cả nồi, cầm bom bên trên này hiện nguyên hình luôn ạ. Ôi, mình chẳng nghe thấy thằng đấy ở đâu, đã thấy bắn tứ tung rồi. Đây, bên trái, bên trái, trái 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 đây đây này này đấy đoạn đấy. Chạy rồi, chạy rồi. Đi lo ra lo do ạ. Chắc là B rồi đấy. À bom đây này. Thì chắc là trên nhà mình rồi. Đấy. Ôi, bị nó chọc cho vỡ mồm ạ. Thế vỡ mồm Thiên đừng ngò nó ạ. À ván cuối cùng rồi. Có lẽ là ván cuối cùng đấy. Kiểm hàng tiếp. Để đi. Ôi ra nào. Nó xuống rồi. À. Nhảy trượt ạ. Thôi đi đi. Ôi mất A rồi. Tuyệt vời. Chạy nhanh vai. Ôi đây. Chạy. À. Chung cuộc 17 mạng trên 2.
Các bạn thấy hay like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá, cho sự trở lại của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều.